Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với em Long Bé đấy các anh chị ạ. Ngày mà hai anh em mình chính thức nói lời tạm biệt với Hà Nội để đến một vùng đất mới. Nói đúng ra thì đây là lần thứ 3 mà anh Long Lớn quyết định ở Sài Gòn. Ở lần đầu tiên khi mà anh Long Lớn phải quay về Hà Nội là lúc mà thất bại trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Lần thứ 2 mà anh Long phải quay về Hà Nội đó là lúc mà mình biết tin là mình bị bệnh đó các bạn. Và mình phải quay về bên gia đình của mình. Quá tam ba bận, mình tin là ở lần thứ 3 này với cái sự cố gắng không bao giờ dừng lại của mình thì mình có thể phát triển được sự nghiệp cũng như là công việc ổn định ở mảnh đất này nhiều hơn. Let's go. Ngày hôm nay thì Long Bé rất là buồn bởi vì phải tạm biệt Hà Nội. Có buồn không? Khi mà Long Bé biết tin là phải vào Sài Gòn sinh sống thì cậu này cậu buồn rất là nhiều bởi vì chưa bao giờ cậu đến một nơi xa như vậy để sống. Quen ở đây có bà ngoại này, có dì này, có anh chị em, có bạn bè, có rất là nhiều người thân quen. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì ai rồi cũng phải lớn lên thôi. Ở miền Nam thì sẽ tốt cho anh em mình hơn, anh em mình sẽ có một cuộc sống ổn định hơn và có thể phát triển được công việc tốt hơn. Tới Sài Gòn rồi, ngôi nhà mới của chúng ta đó. Sài Gòn hoa lệ, hoa thì cho người giàu, còn lệ thì cho người nghèo. Nhưng mà thôi cho tôi xin nhá. Hai lần trước lệ rơi đủ rồi, lần này hy vọng là hai anh em mình sẽ được hoa. Trước đó một tháng thì Long đã phải vào để lo nhà cửa rồi trường học cho Long Bé, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi thì mới đón em vào. Welcome to my home. Đẹp không? Đây phòng của em đây. Ra đây xem nào. Đây, đây lên. Ta-da! Đẹp chưa? Mỗi tụi quần áo đang để hơi bừa đi. Này anh đã in ảnh này của em ra để em có cảm giác thân thuộc, các em thấy đẹp không? Ưng không? Ưng nhá. Không buồn được nhá, vui nhá. Ok là đặt tay cái nào. Yo, từ bây giờ chúng mình sẽ sống ở trong Sài Gòn. Đúng rồi. Và ba thành viên cuối cùng của nhà mình cũng cập bến lúc 11 giờ đêm. Và như thế là cả gia đình đã đầy đủ tất cả các thành viên để chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở trước mắt. Hy vọng là Sài Gòn sẽ yêu thương gia đình của mình thật là nhiều. Và anh em mình sẽ cố gắng hết sức để hai anh em có một cuộc sống tốt nhất. Và clip đến đây là hết rồi.